Còn 2 tháng nữa, cô sẽ kết hôn với một người đàn ông tên là Việt. Nhưng cô không hoàn toàn tin tưởng anh ta, có đúng không? Đàn ông luôn coi vợ mình là món ăn chính. Nhưng một khi món ăn chính đã được dọn ra bàn rồi, thì hắn ta lại nghĩ ngay đến món tráng miệng. Thế mới đau chứ. Chào mừng các bạn đã đến với phòng tác chiến của hội Quả Phụ Áo Đen. Chúng tôi cũng bám sát hắn 24/24 trong suốt hơn một tuần qua, cũng không phát hiện ra mối quan hệ nào bất thường. Có thể hắn là người đàn ông chân chính duy nhất còn sót lại trên cõi đời này. Chị còn có cách nào khác không? Tại vì em chỉ muốn chắc chắn 100% thôi. Vẫn còn một cách khác, đó là dụ cọp ra khỏi hang. Cơ đồ nghiêng ngả, cũng chỉ vì lòng dạ đàn bà.